Tác phẩm Ông già và biển cả với tên tiếng Anh là The Old Man and the Sea được viết bởi nhà văn người Mỹ là Ernest Miller Hemingway. Đây là một tiểu thuyết ngắn được ông viết vào năm 1951 tại Cuba và được xuất bản vào một năm sau đó. Ông già và biển cả được coi là một tác phẩm thành công nhất của Ernest Hemingway. Cũng chính tác phẩm này đã giúp cho Ernest Hemingway nhận được giải Nobel văn học vào năm 1954. Là một tác phẩm văn học kinh điển thế giới mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Sự kiên trì không bao giờ khuất phục của con người trước những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Qua đó cũng cho thấy được sức mạnh vĩ đại của bà mẹ thiên nhiên trước con người bé nhỏ. Cuối cùng, tuy cái ông lão nhận được chỉ là một bộ xương cá trắng hếu, nhưng đối với ông, đó cũng là một thành quả để đời của ông. Nội dung của Ông già và biển cả là câu chuyện kể về chuyến ra khơi 3 ngày 2 đêm của nhân vật chính có tên Santiago trên đại dương bao la. Santiago là một ông già đánh cá rất yêu thiên nhiên, yêu công việc của mình. Cuộc sống của ông rất nghèo nàn và cực khổ, với gia tài chỉ là chiếc thuyền sơ sài, vì vậy rất khó để ông bắt được những con cá lớn. Sau nhiều lần ra khơi thất bại, ông vẫn không nản chí và lần này ông quyết định sẽ đánh một mẻ cá thật lớn. Quả nhiên, đúng như dự định của mình, ông đã hạ vật được một con cá kiếm to khổng lồ, kiêu hãnh và đẹp đẽ. Con cá kiếm khỏe mạnh, trong khi ông lão thì đã quá già yếu. Nhưng với tinh thần quyết tâm của mình, ông đã không từ bỏ. Sau 3 ngày trời vật lộn vật vã, ông đã thu hết tàn lực, cộng với sức mạnh mới ông lão vừa vận lên trong người. Ông xiên mũi xỉa vào lườn con cá, đúng vào chỗ sau chiếc vi bên lườn lúc ấy đang dương lên ngang tầm ngực ông lão. Cảm thấy lưỡi thiếp đã cắm phập vào thịt nó, ông lão cúi mình xuống, đem sức mạnh toàn thân cố ấn mạnh thêm cho thật sâu. Ông lão đã câu được con cá, chiến thắng được sức mạnh của nó và chiến thắng được cả đại dương. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với ông. Trong quá trình mang con cá kiếm vào bờ, ông đã bất ngờ bị các con cá mập đắp lấy con cá kiếm. Ông đã cố gắng chống chọi hết sức mình với lũ cá mập, nhưng đến khi vào được bờ, thì con cá kiếm to béo chỉ còn lại bộ xương. Câu chuyện được kể với lời văn lôi cuốn, miêu tả chân thật, sinh động, hấp dẫn, khiến người đọc không thể nào rời trang sách. Vừa đọc vừa ngẫm nghĩ về một điều gì đó cho riêng mình. Độc giả sẽ như bị cuốn theo cuộc hải trình cùng với ông lão. Tưởng chừng như chúng ta đang ngồi chung trên chiếc thuyền nhỏ giữa đại dương bao la vậy. Hemingway đã thành công trong việc khắc họa nhân vật Santiago, để lão tự độc thoại và độc thoại nội tâm, giúp độc giả tự trải nghiệm và khám phá nhân vật này. Trên cuộc hành trình đi tìm và chinh phục ước mơ, mỗi chúng ta hãy như ông lão Santiago, hãy luôn kiên trì, nhẫn nại, lạc quan trong những lúc khó khăn nhất. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho thật đáng, để sau này về già, chúng ta sẽ không phải hối tiếc về những dự định dở dang của một thời tuổi trẻ. Hãy cùng dương buồm ra biển lớn và thực hiện những hoài bão. Trước mắt có thể sẽ còn những giông tố đang chờ đón. Nhưng hơn hết, chúng ta phải biết đứng dậy và tiếp tục bước đi. Có như thế thì chúng ta mới đang sống một cuộc đời thực sự, sống hết mình vì những đam mê như là lão Santiago quyết tâm câu được một mẻ cá lớn vậy. Cuốn sách Ông già và biển cả dày 145 trang, khổ 21cm, do dịch giả Lê Huy Bắc dịch sang tiếng Việt, được nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2017, sẽ đưa chúng ta về với một không gian sinh động, với chuyến ra khơi 3 ngày 2 đêm trên đại dương và nghị lực của một con người như ông lão Santiago qua từng trang sách. Chuyên mục Sách hay nên đọc xin được trân trọng giới thiệu.